Kênh ăn loại TK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú các anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với nhà vườn của anh Sang, địa chỉ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với anh Sang. Dạ, em chào anh Sang. Mến chào LTK Bonsai. Hôm nay em có lô hàng về giao lưu ngâu cổ, khế ngọt và nguyệt quế. Cảm ơn kênh LTK, cảm ơn bà con đã xem kênh ủng hộ thời gian qua. Xin phép cho cây số 1 là cây nguyệt quế lá chung bông chùm. Cái lô lá chung bông chùm này vừa con có coi mặt bông rồi, bông chùm chùm nha bà con. Lá chung bông chùm, mã số 1, mét rưỡi cộng 3 tấc là mét 8 kẻ mét 7, chiều cao. Cành phóng là 50. Hoành thân vị trí là 54. 54 vị trí này. Có chàng cái này là con kẻ 50. Cái này già cổ gông ghiêu. Đâm chồi dữ lắm nha bà con, rất khỏe. Đường kính là 52. Cây mã số 1. Cây này ship cũng nặng này, cũng nặng từ ship đó bà con ơi, nặng lắm. Cây số 1 giá 2,6 triệu bao ship toàn quốc. Xin đổi cây. Dạ, cây số 2 nguyệt quế lá chung bông chùm, cao vị trí là 130. Cây này công lắc lắc. Hoành thân điểm này 33. Củ nở điểm này là 48. 48 điểm này, rễ nơm, rễ đều. Đường kính là 46. Cây mã số 2 nguyệt quế lá chung bông chùm là giá 1,5 triệu bao ship toàn quốc. Dạ, xin đổi cây. Dạ, xin phép cây mã số 3 nguyệt quế lá chung bông chùm. Cây này cao, đường thân đẹp bà con, đường cành cũng đẹp luôn. Cao là 1m8. Cành đầy đủ, dâm tay đầy đủ, đâm chồi dữ lắm bà con ơi. Cái lô nguyệt quế này ít bị sam, rất sung cây. Mã số 3 nguyệt quế lá chung bông chùm. Hoành điểm này là 36. 36 lấy điểm này. Cây nào đế cũng nở, rễ đều nha bà con. Rễ nơm, rễ bự bự không à. Đường kính là 45. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Mã số 3. Nguyệt quế lá chung bông chùm, mã số 3. Giá 1,6 triệu bao ship toàn quốc. Dạ, xin phép đổi cây. Dạ, mã số 4, nguyệt quế lá chung bông chùm. Cao là 126. Nù nần. Hoành vị trí này là 44 kẻ 43. Thước dây hay cong con kẻ 42. Rất sung cây. Nhánh nhỏ đầm dữ lắm. Lô này rất sung cây. Dạ, nguyệt quế mã số 4 lá chung bông chùm, giá 1,5 triệu bao ship toàn quốc. Dạ, xin phép đổi cây. Dạ, mã số 5 nguyệt quế lá chung bông chùm. Cây này cành nhiều, cái đường thân giót cốt, lắc nhẹ. Cây này cũng khéo khéo bà con ơi. Cao là 120. Đâm qua đâm lá, đâm lá non rất nhiều. Cái lô này rất sung. Cái này con mua nguyên lô người ta, cây rất là sung. Cây tự nhiên của nhà dân. Hoành là 46. 46 cho này eo chút kẻ 45. Hoành 45.
đường kính là 48. Nơi đây là Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Số Zalo của em là 0748 7769. Mã số 5 giá 1,7 triệu bao ship toàn quốc, xin phép đổi cây. Dạ, mã số 6 Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Cái này dán giống cái sừng trâu. Hai thân. Cao là 130. Cao là 126. Cái lô Nguyệt Quế này ít bị sam. Rất sung cây bà con. Con cũng hên gặp cái lô này nó đẹp cây. Cái độ mạnh khỏe rất cao. Hoành 51. Hoành 51. Đế nở. Rễ cũ, rễ bự. Cái này rễ bự. Đường kính là 57. Nặng lắm bà con ơi. Cái này mà ship toàn quốc thì ra tới Hà Nội phí cũng cao lắm. Con gút cạn giá cho bà con dễ chơi. Mã số 6 giá 2,8 triệu bao ship toàn quốc, xin phép đổi cây. Dạ, xin phép qua cây số 7 Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Cây này cây trực, có thể cắt bay chút vẫn được. Bay nó hơi đơ bà con ơi. Cao 1,8 m. Cành phóng là 68. Cây này đường cốt, giót, cành. Có cành hết trơn bà con ơi. Cây này so mấy cây kia thì khá khá cây hơn. Cái lô Nguyệt Quế này rất liền lạc, ít bị sam bể. Chỗ này cái hối chứ thật ra nó không có mục gì trơn nha bà con. Nó không có mục gì trơn á. Cũng như thịt nó cuốn vậy thôi chứ không có mục. Hoành 49 điểm này. 49. Mã số 7 Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Mã số 7 giá bao ship toàn quốc là 3 triệu. Dạ, xin phép đổi cây. Xin phép qua cây mã số 8 là cây khế ngọt. Đỉnh là 39. Ở chỗ này nó có cái hối nè, cái mặt cắt mà nó liền hết trơn rồi. Đo tổng hoành nè bà con ơi. Tổng hoành vị trí này đi. Vị trí này là 82. Vị khí này là 91. Nồi đế kể 91 đi. Nồi đế này xuống sâu nữa. Để con rút ngắn thời gian cho bà con xem. Để xem lâu quá nhằm chán. Nồi đế nó còn hơi lớn một tí. Mã số 8 khế ngọt. Nặng ì bà con ơi. Bao ship toàn quốc 2,7 triệu. Dạ, xin phép bà con xin đổi cây. Dạ, xin phép bà con là con giới thiệu cây kế tiếp là cây ngâu. Cây ngâu này thật ra thì nó cũng hơi lâu năm đó bà con ơi. Con hạo chiều cao ở trên đó xuống cái vị trí này là 2,3 m. Vị trí này bây giờ mình nói cho vui đi, giống như bên đó cái đuôi. Con gợi ý tham khảo, có cái tược này mình chưa tàn dù vẫn được, hoặc giả mình cắt cái tược này vẫn được. Con gợi ý. Dạ, xin phép bà con có thể cắt cái này để cái cắm bên đây. Cái này nó cũng hơi quái ngâu. Con lấy cái vị trí ở chỗ này đó là 71 kẻ 70. Vị trí này 71 kẻ 70. Vị trí này là 82 kẻ 80, cũng như 70 80 trừ hao. Nhờ anh Thận đi vòng vòng cho bà con xem cái mặt đây, với con sẽ chỉ cho bà con bên đây có cái lỗ mặt cắt nó bị mẻ chỗ này. Cái này nằm trong lưu,
để em tháo này ra. Đây, hồi xưa mấy cái mặt cắt cành, mặt cắt cành tới rồi. Cái này mặt cắt cành bị lớn đây, nó có hói này đây. Mặt cắt cành chỗ này với chỗ này nó hình như nó hơi thông, nhưng mà cái chỗ này là nó không phải bể, nhưng mà cái chân rễ, cái chân rễ càng ngày nó đội lên, nó đội lên nó sẽ bị hở. Thì cũng như bên đây thôi, ví dụ như cái bây giờ đất, bây giờ con gửi bà con nếu con bư này ra thì nó sẽ, nó có cái lỗ trống, bởi vì cái chân rễ mấy chục năm, 70-80 năm nó đội lên. Cây này nó cũng hơi quái quái. Ta cành vị trí chỗ này 17, đường kính 2m3, chiều ngang dài này 2m3, còn cái bề ngang này là khoảng 1m. Cái tán lá nó nhìn hình nó hơi dẹp dẹp. Cây này khoảng 70-80 năm bà con ơi, tại bự lắm, hoành 70-80 là nó bự lắm, gồng ghiêu nè, quá gồng ghiêu à. Gồng chứa trong là xanh dờn hết. Ở trên đây có cái bông vàng vàng, có cái bông vàng vàng nằm đó, nằm ở đó hơi khó thấy chút, bông vàng vàng nằm đây. Cái cây này chắc con sẽ ship xe tải, nhờ bà con giúp con ship xe tải mới được. Thì con sẽ định giá theo ship xe tải trong cái khung 200 km. Mấy cô chú anh chị em xa hơn nữa thì hỗ trợ tiếp phí ship, thương lượng với nhau với con. Tạm thời con định cái giá là mã số 9, bao ship xe tải 200 km là 13 triệu. Chân thành cảm ơn, xin phép đổi cây. Dạ xin phép. Qua cây số 10, Nguyệt Quế lá chung bông chùm, cao là 120. Cái này có cây mai, mọc cái nhánh mai con vô. Hoành vị trí này là 46. 46 này đo là hơi phạm rồi. Con kể là 44. Cây này đế nở, rễ cũ. Cái lô cây Nguyệt Quế này rất sung nha bà con. Đường kính là 50. Cái đường cong với đứa cái đường co tay này cũng hay. Mã số 10, giá 2 triệu bao ship toàn quốc. Con xin phép đổi cây. Dạ xin phép. Mã số 11, Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Cái lô này bông chùm con xác định rõ, bông nhiều lắm nha bà con. Có nhìn thấy mặt bông, cao 1m7. Cái mặt cắt này nó hơi lớn một tí. Nguyệt Quế lô này bứng phẳng từng lễ bà con ơi. Hoành điểm này là 53 vị trí này. Củ nở. Dạ mã số 11, giá 2,4 triệu bao ship toàn quốc. Xin phép đổi cây bà con ơi. Dạ xin phép. Mã số 12, Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Cao là 119. Cái chỗ này nó có cái kẻ một chút. Sam đá chỗ này. Sam đá. Hoành 45 điểm này. Kể 43. Nhánh thở ra chi chít nè, ra rất khỏe rất mạnh. Nơi đây nhà vườn con là Tân Hòa, Lê Dung, Đồng Tháp. Số điện thoại Zalo của con là 0746877769. Xin phép mã số 12, giá 1,7 triệu bao ship toàn quốc. Xin phép đổi cây. Dạ mã số
13. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Cao là 116. Cây này để có hai nhánh này tùy thích bà con để nhánh nào và để cắt nhánh nào bà con. Để hai nhánh. Hai nhánh ngọn. Để con chàn cái chỗ hoành thân này một chút. Vị trí này 41 kẻ 39. Tại vì đo hơi lấn xuống cái ghẻ này, cái nhánh này. 41 kẻ 39. Lô này rất khỏe. Mã số 13. Giá 2,3 triệu, bao ship toàn quốc. Xin phép đổi cây. Mã số 14. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Cái lô này con mua một chủ nhà trồng mấy chục cây bà con ơi. 125 chiều cao. Hoành thân là 39 kẻ 38. Đường kính là 41. Mã số 14. Giá 1,6 triệu, bao ship toàn quốc, xin phép đổi cây. Dạ xin phép. Cây mã số 15, nguyệt quế lá chung bông chùm. Một cốt hai thân. Cao là 124. Cái lô này là ít bị sam. Hầu như là nó sạch liền tích bà con ơi. Nó sam những mặt cắt nho nhỏ thôi. Già cổ gân guốc chơi. Chỗ này là cái đường môi ghẻ chứ không có mục. Cái môi ghẻ nó khến vậy thôi. Hoành 58. 58. Cái này cũng đặt to. Đường kính là 62. Cái này nặng lắm bà con ơi. Gắng cố gắng ship toàn quốc xa xa cho mấy anh chị cô chú miền ngoài chơi luôn. Và ở trong miền Tây mình rút sát giá cho bà con luôn. Mã số 15. Giá 3,4 triệu, bao ship toàn quốc, xin phép đổi cây. Dạ mã số 16. Cao 1,4 triệu, con chịu hao trơn cho bà con. Mấy nhánh nhỏ đâm rất mau. Bứng phản chưa được từng mà đâm quá đâm rồi bà con ơi. Nó lỡ cỡ chỗ này, giờ đo dưới này đi. Cái vị trí này là 45. 45 kẻ hoành thân là 42. Nó bị dính mấy nhánh nhỏ này. 45 kẻ 42. Đo 2-3 vị trí thì nó cũng lâu lâu, bà con coi cũng mất thời gian. Thật ra mấy cái này thì nó cũng không có giá trị gì. Nhanh nhanh cho bà con còn làm công chuyện khác. Mã số 16. Giá 1,7 triệu, xin phép đổi cây bà con ơi. Xin phép mã số 17. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Cái lô này mua của một chủ nhà, một chủ. Cao là 124. Đo trên này đi. Trên này là 34. Này cũ. Cũ điểm này là 44. 34. Hoành 34. Cũ đế 44. Cái này khỏi đo nồi bà con ơi. Tại vì nó cũng cây nguyệt quế thì cái nồi nó cũng thường thường. Để rút ngắn thời gian cho bà con. Mã số 17. Giá 1,7 triệu, bao ship toàn quốc, xin phép đổi cây. Dạ xin phép. Mã số 18.
cao là 1.3. Ở nơi đây trường học làm công trình, cái tiếng ồn nó hơi ồn, nhờ bà con gắng nghe xem giùm, cảm ơn nhiều. Công trình đang làm bà con ơi. Cây cối sau này là không biết làm sao đây. Hoành 44. Hoành 44. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Nguyệt quế lá chung bông chùm, mã số 18. Giá 1.6 triệu, bao ship toàn quốc. Xin phép đổi cây. Dạ, mã số 19, mã số cuối cùng bà con ơi. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Cao là 106. Trong khi mấy cái đầu cành nó nhỏ nhỏ quá thì bây giờ con nói chi tiết quá thì nó cũng hơi lâu. Tại này nữa sau này nó cứ ra môi nhắm trơn à. Nó ít mặt cắt. Mặt cắt nhỏ, chủ yếu mặt cắt cành nhỏ nhỏ thôi mà coi. Hoành là 41. 41. Mã số này mã số cuối bà con ơi. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Mã số 19. Mã số cuối. Xin phép giao lưu bà con là 1.8 triệu, bao ship toàn quốc. Dạ xin hết bà con ơi. Dạ cảm ơn kênh LTK Bonsai rất nhiều. Chân thành cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ em. Em đa tạ cảm ơn nhiều. Kính chào.